giá. Tại vì có loại 90 rồi. 90, 101. Dạ. Thái Lan cũng 101 đồng giá. 50, luôn. Thái Lan cũng 101. Dạ. Cho giao YouTuber này quay vô hãng không trời. Chú cha. Mà chủ đâu? Không à. Thử ra mà. Nói về em ăn kẹo. Lâu lắm rồi không có quay Dũng nha các bạn. Quay Dũng ơi, vợ sầu riêng Hiếu sầu riêng 592 Trường Chinh. Dạo này bỏ em út luôn rồi còn gì nữa. Có lông rồi bỏ còn quay lại 1-2 bữa xong cái mất tiêu luôn. Nói thiệt, quay không biết là Dũng hay sao, quay dạo này không có view luôn nha. Kỳ á. Á hiểu sao. Đẹp trai thì vẫn đẹp trai, vui nhanh thì vẫn vui nhanh, không độ thì vẫn không độ, chắc là vô duyên quá. Sầu riêng này cũng sầu riêng ngon nữa, gọi là top luôn á, nhưng mà vừa quay khán giả không đẹp rồi, chả hiểu sao. Vui thì vui, tấp hành. Khán giả có thể giải thích cho quý anh, quý chủ biết, mấy anh em biết được không ạ? Vô duyên quá mà. Mấy anh em quay YouTuber chủ yếu là cái view thôi. Ok cho anh. Rồi. Rồi, cỡ này luôn anh. 2,2 kg. 237 ngàn. Dạ. Làm lại. Để khoảng một thời gian thật là lâu không quay Dũng. Để cho mọi người khán giả kịp khắc Dũng cho rồi quay trở lại là nhiều quá trời luôn. Nói chuyện cũng đàng hoàng lắm, đâu có vô duyên mấy đâu. Sao kỳ vậy? Do bạn đồ kiếm quá chi. Không, có chắc bạn hầu hỏi em đó. Bây giờ nhớ Dũng, Dũng là rất là lịch sự. Rất là đẹp, vui các bạn. Vui sầu riêng đẹp nữa. Đẹp trai nữa. Sầu riêng ngon nữa. Tư vấn nhiệt tình nữa. Cái này ngon đó. Quý anh chị cô chú các bạn xem thì nhớ chia sẻ nha. Cho Dũng lên top quá rồi. Mạnh tay vô. Và mọi người muốn mà cập nhật thông tin nhanh nhất về sầu riêng ngoài vào cái kênh Dũng. Bỏ Dũng hả? Dũng sầu riêng luôn anh. Dũng sầu riêng luôn. Riêng luôn. Cái kênh con mới tạo cho các bạn. Buổi tối quay cả ngày bán sầu riêng. Nửa đêm thì đi bán tình duyên. Hả? Vô chơi chữ mình hả? YouTuber Dũng vui vừa vui vừa quay luôn rồi. Dạ. Đó là 4 kg đó. Chú gọi là cháy vừa vừa là 4 kg á. Hai bạn ăn 4 kg là được rồi. Ở công mình hả? À tưởng hai bạn ăn 4 kg là vừa rồi. Cháy đó ba kg 9. Cao 2 kg rưỡi anh ơi. 2 kg rưỡi hả? Dạ. 256 ngàn anh chị ơi. 2 kg 3. Ồ ghê không? Làm ăn ghê không? Dũng biết làm ăn quá. Dũng võ đúng không Dũng? Dũng võ. Cũng Dũng sầu riêng đó anh. Không biết cái tên nó ai đặt cho em nữa. Thử không chị ơi? Thôi mà. Chắc bữa nào qua quay thanh cái cho ké hơi mà anh. Qua rủ hơi thầy trò nhậu. Còn không hai thầy trò đi chơi cũng được. Anh mới mua đao, cây đao mà kêu không tiền lại, không biết tiền không, tối nay qua kiếm đao đó, mới mua đồ lồng đao. Giờ vừa quê rồi, giờ các mình lo cho hai nhỏ rồi. Có không? Ừ. Ủa mấy bạn kia nhìn thấy lồng quay đâu mà vừa quê hả? Vợ vừa quê rồi. Bây giờ bạn ấy vừa quê rồi. Rưỡi anh.
ngàn. 277 ngàn. Dạ. Không được anh ơi, 275 đi anh. Dạ em lại đâu nhiều đâu mà. Giao dịch không thành công mà. Lắc đầu, lắc đầu. Giờ hỏi 50 ạ. 50k. Dũng mới làm YouTube đây mà được 101.000 subscribe. Đoạn nút bạc rồi. Còn tên Điệt cái chứ. Cách nào mà hay ý Dũng? Anh như thế không? Anh có dạy không? Nhiều muối. $277,000 Bà chủ ra mới được. Ủa chứ
liên tục. Hả? Ăn hết bỏ tủ lạnh. 2,5 kg 277 ngàn. Nhiều. Số 3. Nhiều là bao nhiêu? Bao nhiêu mới là nhiều? Hai muối cho nên là nhiều. Rồi, cái chị này là chốt hay là chưa clip à? Hai trái là chốt, là chưa clip. Tổng giám đốc mới được. Phó tổng chứ, phó tổng. Phó tổng. Cái chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc rồi. Thử không chị ơi, đâu vậy? Thử không người đẹp ơi? Vô thử em gái. Cho em thử miếng được không? Không muốn quay em đâu. Vô thử đi chị. À, cho em thử miếng nha. Ông chủ từ từ vừa vừa quá vừa thử nè. Ấy. Đâu chủ anh lính đó, chủ chủ à. Chết luôn. Được. Được không? Bán tự bán tự xử tự đánh giá luôn rồi. Tại hàng miền Đông á nó phản màu lắm, nhiều cái nó màu nó không được cái á. Mà nó vẫn ngon. Đó, chị kia ba trái nè. Khui luôn không tôi Lam? Khui luôn à. Bây giờ hồi nay Dũng là coi lên tốt. Lên tốt. Lên Dũng sẽ lên tóc tóc. Mình đang cố tình là mình tạo ra sáng cái chiếc người dế rồi. Bữa nay nó phải lên đỉnh thôi chứ rồi nha. Tốt chưa? Tốt chưa? Lên đỉnh chắc luôn. Thầy chủ đang lựa sao? 277, 280. Ủy gì vậy? Cái vậy? Trời, sao mà có một lần nữa. Okay. À, iPhone 15 chuẩn bị ra mắt cái ngày máy ra cùng với anh rất quậy nha. Để phải là quan trọng là cái này cái dữ liệu còn lại cái mấy cái phần mềm á có quyền mà. À. Được không? Không bể bể là bể đâu mới gần quá mà nó như đó rồi. Khui luôn, khui luôn. Ba trái, chị mua ba trái. Ôi ơi. Hả? Mua cơm mà. Mua cơm, mua cơm. Trong là cơm hay đá gì là cái này là à, phải cũng được đấy. Được không anh à, vô vô đang vô nè. Vô đâm đi, em cho nó dễ quay, dễ thấy. Mà anh Hà sao tự nhiên Hà đập điện thoại vậy? Hả? Sao anh Hà tự nhiên đập điện thoại vậy? Nó đẩy vô lại. Sao? Sao tự nhiên đập điện thoại vậy? Sao đập đâu? iPhone 15 chuẩn bị ra mắt ngày 13. À. Wow. Quá tuyệt vời luôn. Ngày 13 là ngày 12 ta, iPhone 15 là chuẩn bị ra rồi. Chị lấy đại 4-5 kg gì vậy? 4-5 kg là lấy 9 kg đi, 10 kg luôn đi. Có chừng anh Hạ quen tay em đẩy cho người anh em. Chứ ra đâu? Dũng quay đâu đây? Ủa từ nãy quay chưa Dũng chưa quay hả? Ủa em bấm rồi mà. Ý gì? Chết tắt nghiệp gì đâu mà. Cái gì đó. 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 Cái gì
giống người nổi tiếng quá. Đây chắc hy vọng là Dũng sẽ được lên đỉnh. Cắt đau lắm. Ủa anh có action cái máy em chưa anh Long? Có rồi, có rồi. Tôi chỉnh lại đẹp lắm. Rồi, wow. Mày coi cái clip. Quá đẹp luôn. Triệu view anh. Triệu view. Lên đỉnh luôn rồi đó. Mấy anh em mình lên đỉnh hết luôn á. Đó. Đó ngon mà. Chỗ của Hiếu thì âm thanh là ánh sáng này. Không sáng thiệt, cái chỗ Hiếu là đủ ánh sáng luôn á. Chỗ Hiếu là ánh sáng là quay con đố chị rồi các bạn để ý là rất là sáng dạ. Đúng là chuẩn nhất mà lúc còn là dẻo lắm không? Rất là sáng. Quay điện thoại tệ cũng sáng. Bật nắp sầu riêng.